Thưa quý vị, anh Lê Quốc Thưởng đến nay đã có 12 năm gắn bó với nhà máy xử lý khí Dinh Cố thuộc công ty chế biến khí Vũng Tàu. Tận tâm với nghề, chịu khó học hỏi và không ngại dấn thân. Anh Lê Quốc Thưởng đã ghi dấu ấn của mình qua gần 20 sáng kiến cải tiến kỹ thuật lớn nhỏ, đóng góp vào sự phát triển của công ty nói riêng, ngành dầu khí nói chung. Gần đây nhất năm 2022, kỹ sư Lê Quốc Thưởng đã có sáng kiến tách lỏng khí V101A về thiết bị tách lỏng slow cutter trong giai đoạn bảo dưỡng sửa chữa nhà máy xử lý khí Dinh Cố, làm lời 2 tỷ đồng cho công ty chế biến khí Vũng Tàu. Theo ban giám đốc nhà máy xử lý khí Dinh Cố, tính mới của sáng kiến là có thể dùng dòng khí tại nhà máy nếu hệ thống khí Cửu Long và hệ thống khí Nam Côn Sơn 2 không dừng đồng thời, hoặc là quá trình cấp khí Cửu Long diễn ra sớm hơn thời gian bảo dưỡng sửa chữa chính của nhà máy. Mời quý vị cùng làm quen với kỹ sư trẻ Lê Quốc Thưởng qua câu chuyện về ai thế nào, vì sao hôm nay. Nhà máy khí Dinh Cố hàng năm đều phải tạm dừng hoạt động để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa. Về nguyên lý, trong khi nhà máy đang bảo dưỡng sửa chữa, nếu khí Cửu Long vẫn được cấp về bờ, sẽ được cấp trực tiếp qua bình tách lỏng khí V101A và lượng khí lỏng này sẽ được đốt bỏ tại hầm đốt để đảm bảo an toàn cháy nổ. Năm 2022, nhà máy Dinh Cố thực hiện bảo dưỡng sửa chữa đồng thời với hệ thống khí Nam Côn Sơn 2. Trong khi đó, hệ thống khí Cửu Long vẫn vận hành và cấp khí về bờ. Khí Cửu Long cấp qua cụm tách khí lỏng V101A cho các hộ tiêu thụ sẽ sinh ra lượng lớn lỏng hydrocarbon. Việc đốt bỏ lượng khí lỏng này tạo ra nhiều khói, ảnh hưởng đến môi trường, các hộ dân xung quanh, đặc biệt là phải lãng phí lượng lớn khí lỏng. Xuất phát từ thực trạng này, kỹ sư Lê Quốc Thưởng làm việc tại nhà máy xử lý khí Dinh Cố thuộc công ty chế biến khí Vũng Tàu cùng các đồng nghiệp nghiên cứu đưa khí lỏng từ V101A về thiết bị tách lỏng Scrutcaster, tránh đốt bỏ tại hầm đốt khí trong khi giai đoạn bảo dưỡng sửa chữa nhà máy khí Dinh Cố. Trước đây thì những cái khí này sẽ cấp bypass qua V101, nhưng mà cái lượng lỏng thì sẽ được ngưng tụ và sẽ xả đốt để chủ động trong cái việc đảm bảo an toàn điều kiện cháy nổ. Thì những cái khí này sẽ được, những cái lỏng đó, ngưng tụ sẽ được xả đốt ra khỏi hầm đốt. Việc mà đưa lỏng từ V101A về Slurkacher sẽ giảm cái tối đa cái việc đốt bỏ lỏng, tránh ô nhiễm môi trường, đồng thời thu hồi được cái lượng lỏng hydrocarbon có giá trị. Kỹ sư Lê Quốc Thưởng cùng các đồng sự dày công tính toán hiệu quả kinh tế khi phải đốt bỏ lượng khí so với lượng lỏng có thể tiếp nhận được. Khả năng tăng áp suất trở lại của thiết bị tách lỏng khí khi tiến hành đưa khí lỏng từ V101A về. Nhóm cũng tính toán đến yếu tố an toàn trong quá trình tiếp nhận khí lỏng, đặc biệt là khâu giám sát vận hành hệ thống liên tục trong nhiều ngày. Toàn bộ giải pháp đều phải tính toán chi tiết nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Sau khi mọi tính toán hoàn tất, nhóm tiến hành cô lập một nhánh của thiết bị tách lỏng khí đầu vào Scrutcaster, lắp đồng hồ theo dõi áp suất và tiến hành giảm Scrutcaster để sẵn sàng tiếp nhận khí lỏng từ bình tách khí V101A. Thưởng thì tuổi đời tuy còn trẻ nhưng mà cũng đã hội tụ đầy đủ những phẩm chất mà đáng được học hỏi, về chuyên môn thì vững vàng, tận tâm, hết lòng với công việc, tạo được cái niềm tin cho người quản lý khi phân công công việc và cũng tạo được cái sự an tâm cho đồng nghiệp khi làm việc cùng. Ngoài cái khả năng làm việc độc lập thì kỹ năng làm việc nhóm của bạn Thưởng rất là tốt. Thì trong quá trình làm việc, anh Thưởng đã có rất nhiều cái sáng kiến đóng góp làm lợi cho nhà máy xử lý khí Dinh Cố. Trong đó đặc biệt trong thời gian vừa qua thì có cái sáng kiến đưa lỏng từ V101A về Slurkacher là một sáng kiến và ấn tượng nhất, góp phần vào chống ô nhiễm môi trường, và đồng thời cái lượng lỏng này sẽ được thu lại chế biến sau để mình thu được cái sản phẩm. Sáng kiến tách lỏng khí V101A về thiết bị tách lỏng Slurkacher trong giai đoạn bảo dưỡng nhà máy xử lý khí Dinh Cố năm 2022 giúp công ty chế biến khí Vũng Tàu thu hồi 280 tấn khí lỏng hydrocarbon thay vì đốt bỏ, làm lợi 2,53 tỷ đồng. Sáng kiến được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đánh giá cao.